Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin công trình đe dọa tính mạng lãnh đạo, cán bộ cơ sở sống chết mặc bày, tiền thầy bỏ túi. Chuyện vi phạm các quy định về xây dựng ở Việt Nam là chuyện thường ngày ở huyện và đang diễn ra tràn lan trên khắp cả nước. Mới nhất, chuyện tòa nhà của tư nhân xây sai phép nằm trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội được dư luận cho là đã xây sát cấm địa Ba Đình. Được biết đó là tòa nhà thuộc sở hữu của một đại gia có máu mặt. Sở dĩ được dư luận quan tâm vì công trình này nằm không xa khu vực trung tâm chính trị ở quảng trường Ba Đình, nơi có nhiều trụ sở của cơ quan đầu não của chế độ như trụ sở chính phủ, quốc hội, phủ chủ tịch, lăng Hồ Chí Minh v.v. Đó là khu vực cấm không cho phép xây dựng công trình cao tầng vì liên quan đến an ninh chính trị. Hãy tưởng tượng ở những vị trí trên tầng cao của các tòa nhà xung quanh, các tay súng bắn tỉa phục kích để mà ám sát các yếu nhân, các chính khách đi viếng lăng Hồ Chí Minh, thì điều gì sẽ xảy ra đây? Vậy mà vẫn có kẻ dám vuốt dầu hùm. Tòa nhà xây trái phép ngay giữa quận Ba Đình, Hà Nội. Mới nhất, tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 28 tháng 11 đưa tin tòa nhà xây sai phép ngay giữa quận Ba Đình, Hà Nội yêu cầu báo cáo. Bản tin cho biết liên quan đến vụ tòa nhà có nhiều vi phạm trật tự xây dựng trên phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Vào ngày 28 tháng 11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã có văn bản gửi Sở Xây dựng của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý các vi phạm nếu có theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Lâu nay, dư luận xã hội cho rằng chuyện hàng trăm, thậm chí hàng ngàn căn nhà xây trái phép, xây sai thiết kế, v.v. bị các cơ quan chức năng phát hiện, dù quy trình quản lý của nhà nước từ lúc xin giấy phép cho đến khi hoàn thành công trình được cho là rất nghiêm ngặt. Vậy tại sao, theo truyền thông nhà nước cho biết, tòa nhà trái phép này bắt đầu xây dựng từ năm 2021 đến nay vẫn chưa hoàn tất? Vài ngày trước đó, người ta thấy báo chí nêu ra chuyện giấy phép được cấp một hầm, một lửng, bảy tầng, một tum, nhưng xây sai về mật độ, sai trần lửng, sai trần, mở rộng tum ngang, mở rộng thêm giàn hoa và điện thờ, v.v. Các tầng xây cao hơn khoảng 30cm so với giấy phép. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đội Cấn cho biết rằng cơ quan trách nhiệm giám sát tại địa phương có đến kiểm tra, nhưng lực lượng chức năng không lập biên bản vi phạm hành chính, vì nếu lập biên bản vi phạm thì gia chủ phải phạt tiền và phải dỡ phần vi phạm. Tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội nằm ngay cạnh lăng ông Hồ Chí Minh có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của lãnh đạo Việt Nam khi họ thường đến đây để viếng ông Hồ trước mỗi sự kiện. Từ lâu, người dân chỉ cần đổ một xe cát, sửa một cái bếp cũng lập tức có cán bộ đến hỏi thăm. Nếu không chịu xì ra phong bì thì sẽ bị gây khó dễ mãi, nhưng nếu đưa ra thì mọi việc đều xong và mọi cái im lặng. Nay tình trạng đã lên đến mức các công trình không chỉ xây trái phép mà còn đe dọa an ninh quốc gia, nhưng chính quyền sở tại cũng chẳng buồn quan tâm làm gì. Cứ sống chết mặc bày, tiền thây bỏ túi đã. Chuyện tòa nhà Đội Cấn cũng giống như chuyện 4 năm trước, một tòa nhà cao tầng 8B Lê Trực, Hà Nội cũng bị cắt ngọn. Công trình Lê Trực cách tòa nhà Đội Cấn chỉ vài trăm mét. Công trình 8B Lê Trực là điển hình vi phạm trật tự xây dựng và cũng là nỗi bức xúc kéo dài qua nhiều năm. Cụ thể, do sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, chủ đầu tư đã xây dựng công trình vượt một tầng so với giấy phép xây dựng, tăng 15,8m chiều cao, dẫn đến tăng diện tích tòa nhà và toàn xây dựng lên tới 7.000m². Nó vi phạm diễn ra từ năm 2012, nhưng phải đến cuối năm 2016 mới thực hiện xong cưỡng chế giai đoạn 1, phá dỡ được tầng 19 và tầng thum của công trình. Giai đoạn 2 với yêu cầu phá dỡ tầng 18 do vi phạm chiều cao theo giấy phép xây dựng. Nhưng qua gần 4 năm, tức là tới thời điểm đầu năm 2020, vẫn dậm chân tại chỗ. Dù Thủ tướng Chính phủ nhiều lần có văn bản chỉ đạo thành phố Hà Nội xử lý dứt điểm vụ việc. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Công luận cũng thấy rằng những điều này thể hiện phép nước bị coi thường hay tình trạng trên bảo
dưới không nghe. Với lý do bởi vì lương nhà nước trả thì không đủ sống, thì việc làm ngơ hay tiếp tay sai phạm sẽ là cơ hội tăng thêm thu nhập cho cán bộ quản lý đô thị ở cấp phường, cấp xã. Còn các quan thì chia nhau những số tiền là quả to tướng với các công trình xây trái phép tương đương với chức vụ của họ. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Hồng Võ thì khẳng định rằng: "Tôi cho rằng chính quyền các cơ sở nói không biết là hoàn toàn vô lý. Ở đây chắc chắn phải có hiện tượng gọi là nhóm lợi ích giữa chính quyền một cấp nào đó với nhà đầu tư đã có hành vi gian lận." Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .de với bản tin "Công trình đe dọa tính mạng lãnh đạo, cán bộ cơ sở sống chết mặc bay, tiền thay bỏ túi". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin "Nhận hối lộ, không vụ lợi, sự ngụy biện, chủ trương chạy tội cho bộ máy tham nhũng". Cư dân mạng đi từ ngạc nhiên này đến phẫn nộ khác khi biết tin tại cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết số tiền thiệt hại và nhận hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát là lớn nhất chưa từng có từ trước tới nay. Theo ông Nguyễn Văn Yên, những người nhận số tiền hối lộ lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị truy tố xét xử. Còn người nhận ít không vụ lợi sẽ không bị xử lý về mặt hình sự mà chỉ bị xử lý về kỷ luật đảng và hành chính. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trong buổi họp báo vào ngày 22 tháng 11 đã tuyên bố một câu xanh dờn như thế: "Khái niệm nhận hối lộ không vụ lợi sẽ không bị truy tố của người đại diện cơ quan chống tham nhũng, bị dư luận đánh giá là một sự ngụy biện và thách thức công luận. Bởi một lẽ tự nhiên, trên thực tế, không có ai là người dưng nước lã lại tự nhiên đưa cho người khác một món tiền rất lớn mà lại không hy vọng và mong đợi nhận được lợi ích gì từ người nhận tiền, tức là nhận hối lộ. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt, bản thân động từ vụ lợi cũng được dùng để chỉ mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân. Theo quy định của Bộ luật Hình sự thì vụ lợi là trường hợp người phạm tội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền để chiếm đoạt lợi ích vật chất hoặc phi vật chất không chính đáng của mình hoặc cho cơ quan, tổ chức cũng như cho cá nhân khác. Nói ra để thấy rằng khái niệm nhận hối lộ là tham nhũng nhưng không vụ lợi, chỉ là sự ngụy biện khiên cưỡng mà mục đích duy nhất là để chạy tội cho các quan chức đã tham nhũng. Trong khi đó, ý kiến của người luật sư cho rằng không nên đưa ra khái niệm nhận hối lộ không vụ lợi sẽ không bị truy tố, mà tất cả những ai đã phạm tội nhận hối lộ theo quy định của pháp luật đều phải bị truy tố, xét xử như thế mới đảm bảo sự công bằng của pháp luật. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an cho biết rằng tất cả 18 thành viên của đoàn thanh tra liên ngành đến thanh tra ngân hàng SCB đều đã nhận tiền hối lộ để mà thay đổi kết quả thanh tra, che giấu sự sai phạm của ngân hàng này. Và còn biết bao nhiêu đoàn thanh tra khác đến các ngân hàng khắp nơi trong cả nước cũng bị nghi ngờ rằng đã nhận hối lộ và bỏ qua những việc như thế. Nhưng trong đoàn thanh tra có 7 người thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia thì lại được miễn truy tố vì đã nộp lại một phần hay toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan được trao tặng huân chương lao động hạng ba. Lý do 7 thành viên này không bị khởi tố theo tờ báo Dân Trí vào ngày 26 tháng 11 là tuy họ có những sai phạm trong quá trình thanh tra và nhận tiền, nhưng vai trò của họ là cấp dưới, đồng thời chỉ tham gia một phần việc nhất định. Về số tiền nhận hối lộ, tờ báo Dân Trí cho biết số tiền vụ lợi, ông Thịnh, bà Hương và ông Linh chủ động khai báo có 4 lần nhận tiền, trong đó có 2 lần trả lại, mỗi người nhận và sử dụng 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Hà Linh khai báo được SCB đưa tổng cộng 6.000 đô la và 50 triệu đồng. Ông Bách, bà Trang và bà Thủy Linh khai được SCB nhận 9.000 đô la và 100 triệu đồng mỗi người.
theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, tội danh nhận hối lộ được quy định rõ trong trường hợp phạm tội có tổ chức, nhận hối lộ từ 2 lần trở lên v.v. thì bị phạt tù từ 7 năm tới 15 năm. Mức án cao nhất với tội danh nhận hối lộ lên đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Xin được nhắc lại, liên quan đến đại án Việt Á, ông Trung Ngọc Anh, cựu chủ tịch hội đồng, chủ tịch thành phố Hà Nội, vì lý do không biết trong túi sách do ông Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á để lại có chưa tới 200.000 đô la, nên không bị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Tổng Bí thư, già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ngồi đến nhiệm kỳ thứ 3. Bản thân ông Trung Ngọc Anh thì khai tại cơ quan điều tra là ông không trao đổi, bàn bạc, thả lận, thống nhất trước Phan Quốc Việt về việc đưa nhận tiền, đồng thời cũng không gây khó khăn nhằm mục đích ép ông Việt phải đưa số tiền vừa kể trên. Ví dụ về trường hợp của ông Trung Ngọc Anh đã nhận tới 200.000 đô la cho thấy khái niệm nhận hối lộ nhưng không vụ lợi chỉ là sự ngụy biện và không theo bất kỳ một chuẩn mực pháp lý hiện hành nào tại Việt Nam. Đây thực chất là một chủ trương dung túng cho tham nhũng, chạy tội cho cả một bộ máy tham nhũng khổng lồ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cách hành xử này thì sự sụp đổ của chế độ là điều khó có thể tránh khỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin nhận hối lộ không vụ lợi, sự ngụy biện, chủ trương chạy tội cho bộ máy tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.